Sáng ngày 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết Sản xuất Thương mại Việt Nam, Công ty Liên kết Việt ra xét xử. 7 bị cáo thuộc Công ty Liên kết Việt cùng hầu tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Lê Văn Tú, Tổng Giám đốc, Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc, Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường, thành viên nhóm phát triển thị trường. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày, kể cả ngày nghỉ. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Ngoài ra, có đến 15 thẩm phán dự quyết, 24 luật sư tham gia bào chữa hoặc bảo vệ các bị cáo, đương sự. Riêng bị cáo Lê Xuân Giang có 5 luật sư bào chữa. Đáng chú ý, để phục vụ cho công tác xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã triệu tập 6.053 bị hại tới phiên xử. Do số lượng người tham dự phiên tòa đông kỷ lục nên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã trưng dụng phòng xét xử của tòa cấp cao tại Hà Nội và lắp thêm máy chiếu, 3 màn hình LED, kê thêm 500 chiếc ghế phía ngoài hành lang để phục vụ công tác xét xử. Theo ghi nhận, từ 7 giờ sáng, có khoảng 500 bị hại đã đến tham dự phiên tòa. Tòa bố trí 4 bàn làm việc để kiểm tra giấy tờ của người được triệu tập. An ninh phiên tòa cũng được siết chặt. Các bị hại trước khi vào phòng xử đều được kiểm tra an ninh. Theo cáo trạng, từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 11 năm 2015, Lê Xuân Giang lợi dụng việc Công ty Liên kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp đã cùng các bị cáo khác dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch khiến nhà đầu tư nghĩ Liên kết Việt là công ty con của Công ty Bộ Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng. Lê Xuân Giang và đồng phạm tìm mọi cách khiến đối tác nghĩ họ là cán bộ quân đội, còn các sản phẩm họ kinh doanh là sản phẩm được liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng. Để tạo lòng tin, Giang còn đặt làm giả cả bằng khen của Thủ tướng tặng cho công ty và các lãnh đạo của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện. Khi đã lấy được lòng tin của nhiều người, Giang cùng đồng phạm lôi kéo các bị hại bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Liên kết Việt. Đến tháng 11 năm 2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp. Theo cơ quan công tố, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.121 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền này. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định được 6.053 bị hại có đầy đủ thông tin và địa chỉ. Những người này đã nộp hơn 580 tỷ đồng cho nhóm của Giang và nhận lại 193 tỷ đồng hoa hồng. Do đó, Viện Kiểm sát cáo buộc Lê Xuân Giang và đồng phạm phải bồi thường hơn 390 tỷ đồng.